căn nhà phố với kết cấu là một trệt một lửng bốn lầu, có sân thượng cực kỳ chill luôn á cả nhà. Với diện tích chiều ngang là 7m, chiều sâu là 19m. Nhà mình thì nở hậu lên tới 9m lận nhà, đầy đủ công năng cho khách hàng mình an cư sinh sống lập nghiệp luôn. Em đang có mặt tại không gian khu vực tầng 4, tầng penthouse. Phòng khách mình liên thông với phòng bếp bên trên luôn nè cả nhà. Một căn nhà mua về chỉ có mang an cư sinh sống nghỉ dưỡng ngay chính ngôi nhà của mình thôi. Và đặc biệt là nhà mình vừa ở vừa kết hợp cho thuê. Nhà thì cho thuê thu nhập lên tới 45 triệu mỗi tháng lần á. Thôi và cùng Hằng đi, chúng ta tiếp tục di chuyển đến tham quan nha. Nhà đất Hằng Ni chuyên bán nhà phố và những căn biệt thự các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào tất cả các anh chị và khách hàng thân mến. Và trong buổi chiều đẹp trời ngày hôm nay, Hằng Ni đang có mặt tại một khu đô thị, khu dân cư Vạn Phúc City nè cả nhà, thuộc trục đường quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức nha cả nhà. Tại đây thì chúng ta di chuyển về sân bay Tân Sơn Nhất chỉ khoảng 10 phút thôi, cũng như là kế bên trung tâm thương mại Riramon. Và mình cách quận 1, quận 3 chỉ khoảng từ 5 đến 7 phút di chuyển thôi á, để gửi khách hàng mình một căn nhà phố, một căn shop house, mặt tiền thuận tiện kinh doanh mua bán đa dạng ngành nghề luôn nè. Căn này thì tọa lạc tại một trục đường số kết nối với đường Nguyễn Thị Nhung nha. Đó, phù hợp chúng ta có thể là vừa mua ở vừa mở văn phòng công ty, kinh doanh showroom, spa, shop thời trang, cơ sở giáo dục y tế cũng được luôn á. Kế bên nhà mình thì có mở công ty spa rất là đẹp luôn. Đó, căn nhà phố được gia chủ thiết kế liền kề, mẫu thiết kế hiện đại nha. Mỗi tầng đều có chỗ ban công kết hợp với cửa sổ ra bên ngoài. Căn hàng li lan nghe máy nè cả nhà. Căn này thì với diện tích chiều ngang là 7m, chiều sâu là 19m. Nhà mình thì nở hậu lên tới 9m lận. Đó, thuộc hướng chính là hướng Tây Nam nha. Rất là phù hợp khách hàng mình, cứ mà là Tây Tứ Trạch. Với công năng sử dụng bên trong nhà rờm, mặt tiền phía trước dùng để kinh doanh. Bên trên gồm 6 phòng ngủ, trong đó mình có không gian khu vực phòng khách, phòng bếp đầy đủ luôn. Gia chủ thì hiện tại dùng để ở kết hợp mở văn phòng công ty với cả nhà. Và căn nhà phố hôm nay em giới thiệu đang được gia chủ mình rao bán với mức giá là 28 tỷ. Giá còn thương lượng trực tiếp với chủ nhà của mình nữa. Và hàng này hỗ trợ khách hàng mình vay vốn ngân hàng từ 50 đến 80% giá trị nhà nha. Một vị trí rất là đẹp luôn, đối diện trường quốc tế MIC nè. View đẹp chưa? Từ góc nhà Hằng Ni nhìn ra đối diện á, chúng ta đi ra đây còn đẹp nữa, ra một cái trục đường rất là lớn luôn. Đường ngoài này thì rộng lên tới 12 đến 16 mét đó cả nhà. Đường thông tứ tung luôn à, khu cầm bao, khu đô thị rộng lên tới 198 mét vuông lận. Mà chủ đầu tư của mình nó xây dựng mật độ tại khu này chỉ có 40% thôi. Còn lại 60% là mình dành cho tiện ích nội khu, cũng như là không gian xanh để an cư sinh sống nha cả nhà. Phía trước thì có vỉa hè cây xanh đi rất là thoải mái luôn nè. Buổi chiều gia đình mình ở đây á, mình vừa đi bộ mình tập thể dục thể thao rất là tuyệt vời luôn á. Đó, di chuyển ra phía ngoài này thì một vị trí phải nói là quá sầm uất luôn. Khu này như là khu đô thị Phú Mỹ Hưng 2 gì đó, nhưng mà mình tọa lạc tại thành phố Thủ Đức thôi nha, quận Thủ Đức. Đường ngoài này rất là rộng luôn ha. Cùng hàng đi chúng ta ngắm nhìn nè. Đó, xe cộ lưu thông rất là thoải mái luôn. Vào đây chỉ có an cư sinh sống thôi. Nơi an cư rất là lý tưởng luôn nè. Thôi và cùng Hằng Ni chúng ta bắt đầu di chuyển bên trong ngôi nhà để tham quan nha cả nhà. Một căn nhà với diện tích chiều ngang là 7m, nhà nở hậu 9m, chiều dài lên tới 19 mét vuông lận. Thuộc hướng chính là hướng Tây Nam. Công năng thì gia chủ mình kết hợp vừa ở vừa mở văn phòng công ty. Đó, mua để cho thuê thì khu này mình cho thuê thu nhập trên 45 triệu một tháng lận. Và cùng em bắt đầu di chuyển vào bên trong để tham quan ngôi nhà nè. Đợi Hằng đi một tí nha, em đi lại gần hơn ngôi nhà để chúng ta cùng xem. Giá nhà thì gia chủ mình đang rao, em xin nhắc lại nha cả nhà, 28 tỷ, còn thương lượng trực tiếp với chủ nhà của mình nữa. Và đây em đang có mặt tại không gian mặt tiền chính phía trước nè. Mình có vỉa hè cây xanh. Đó, chúng ta có thể là để xe máy, cũng như là mình đậu xe ô tô phía trước rất là thoải mái luôn, có mái che bên trên luôn á. Hiện tại gia chủ mình đang mở văn phòng công ty cổ phần sản xuất á, có trồng cây xanh phía trước khu này thì buổi tối lên đèn rất là đẹp luôn. Nhờ những cái hàng cây xanh á, xong sau đó chúng ta có những cái đèn chiếu chiếu nè, những cái dây leo leo á cả nhà, rất là lung linh luôn. Phía bên dưới gạch của mình thì vì chủ đầu tư của mình ốp đá nha, rất là sạch luôn á.
và em di chuyển vào bên trong. Khoảng không gian khu vực mặt tiền chính phía trước thì được gia chủ mình trang bị gồm hai lớp cửa. Chúng ta có một lớp cửa cuốn kèm một lớp cửa kính cường lực. Và em đang có mặt tại không gian khu vực phòng khách của gia đình mình. Đây, sorry cả nhà, nãy giờ em đi nhầm nha. Đi nhầm căn mất tiêu luôn á. Đây, căn bên đây với căn bên đây nha cả nhà. Đó, để em quay lại nè, cũng giống y chang nhau thôi. Căn bên này nha, hiện tại gia chủ mình đang mở văn phòng công ty, nhưng mà mình chưa gắn biển hiệu cả nhà, giống y chang nhau luôn. Chút xíu nó lại đi lộn rồi. Đó. Gia chủ mình cũng trang bị hai lớp cửa luôn nha, một lớp cửa cuốn kèm một lớp cửa kính cường lực 10 ly nè. Chúng ta có thẻ cảm biến, khóa từ, vân tay để ra vào. Và không gian khu vực tầng trệt của gia đình mình, tại đây được gia chủ thiết kế thông tầng nhìn lên phía trên nha. Đó, bên trên mình có đèn chùm kết hợp với đèn trần chiếu sáng, đèn led âm trần. Nhà thì được gia chủ thiết kế theo tông chủ đạo là màu trắng, sân tường màu trắng nè. Đây, phía bên tay phải của Hằng Ni thì gia chủ mình thiết kế làm nơi để xe máy kèm xe đạp á cả nhà. Còn phía bên tay trái của em, ngay khoảng không gian phía trước đầu tiên thì được gia chủ thiết kế là một cái phòng kho. Phía sau là khu vực thang máy, còn cuối nhà của mình là được gia chủ thiết kế làm cầu thang bộ nha. Đó, phòng kho của mình hiện tại gia chủ mình đang khóa để đồ bên trong rồi, cho nên Hằng Ni lia máy nhanh nè. Cuối nhà của mình thì có cầu thang bộ. Và di chuyển về phía cuối nữa thì mình có không gian khu vực kiến trời. Khoảng này thì chúng ta di chuyển vào phía trong là có toilet nha cả nhà. Lavabo đường soi phía bên ngoài, bên trong là mình có bồn vệ sinh kèm vòi tắm hoa sen. Đó. Cảnh này nè, thông tầng lên phía trên, một căn nhà nở hậu lên tới 9 mét lận. Và Hằng Ni sẽ lia máy từ phía cuối ngôi nhà để chúng ta cùng nhìn ngắm bao quát hơn. Và em bắt đầu di chuyển lên trên để chúng ta cùng tham quan tiếp tục nha. Đây, thôi em sẽ đi bằng thang bộ đi, một lát nữa chúng ta đi bằng thang máy nha cả nhà. Thang bộ của mình được gia chủ mình ấp đá marble á. Không gian khu vực lầu 1 thì được gia chủ thiết kế đầm 2 phòng nha cả nhà. Nhưng mà hiện tại thì đang có các bạn làm việc bên trong á, cho nên Hằng Ni sẽ lia máy nhanh với đèn khi xem thì thông cảm cho em nha. Đó, mình có phòng thứ nhất và phòng thứ hai nè. Em quay khu vực tầng 1 để mình cùng xem kết cấu thôi. Tầng nào chúng ta cũng có hệ thống camera hết rồi, rất là an toàn những đèn khi mà an cư sinh sống luôn. Và em sẽ di chuyển bằng thang máy đi lên khoảng không gian khu vực tầng tiếp theo nha cả nhà. Đó, cầu thang bộ thì bên trong nè. Đây, còn thang bộ bên trong này nha. Hiện tại hơi đang tắt đèn nên hơi tối một tí á. Đó. Di chuyển lên tầng tiếp theo để chúng ta cùng tham quan bên trong thang máy. Thang này thì mình nặng 450kg. Mỗi lần di chuyển như vậy được 6 người nha cả nhà. Mình khi di chuyển mình sẽ di chuyển bằng khóa từ, là cảm biến vân tay hoặc là mật khẩu á. Đó, Hằng Ni di chuyển lên tầng tiếp theo để chúng ta cùng xem. Và không gian khu vực lầu 2 được gia chủ thiết kế gồm 3 phòng ngủ. Hiện tại thì mình đang sử dụng làm kho để đồ. Đồ đạc nội thất hơi nhiều cho nên là không có tiện quay. Em sẽ đi thẳng ra phía ngoài ban công để chúng ta cùng xem view ban công rất là đẹp luôn nha. View trực diện xuống mặt tiền chính phía trước, có trồng hoa giấy luôn nè. Đó, không gian phải nói là quá tuyệt vời và thông thoáng luôn cả nhà. Và em tiếp tục di chuyển lên tầng tiếp theo để chúng ta cùng tham quan nha. Và em tiếp tục di chuyển lên trên thì mình còn không gian khu vực 2 tầng nữa. Tầng phía trên này thì gia chủ mình dàn thẳng nghiêng không gian khu vực phòng ngủ, phòng làm việc. Đây, cùng em chúng ta di chuyển lên nha. Đó, nhà kết hợp vừa ở vừa mở văn phòng công ty. Một căn nhà thiết kế như một căn penthouse vậy đó cả nhà. Chúng ta có tổng là 3 phòng ngủ phía trên này kèm một phòng làm việc. Toilet đầy đủ luôn á. Không gian khu vực phòng ngủ đầu tiên nè, gia chủ mình đã trang bị đầy đủ rồi. Chúng ta có giường ngủ, tủ quần áo, bàn học, bàn trang điểm, đầy đủ luôn nha. Đó, gia chủ thiết kế những cái phiêu chỉ làm điểm nhấn cho ngôi nhà. Mỗi phòng đều có lắp máy lạnh rồi, bên dưới sàn của mình lót sàn gỗ á cả nhà. Và phòng ngủ thứ hai thì phía bên tay trái của em nè. Đây, chúng ta có giường ngủ, bàn trang điểm, kệ tủ tivi. Giường ngủ đầy đủ hết rồi. Đó, mỗi phòng mỗi thiết kế khác nhau. Phòng kia thì theo kiểu tân cổ điển, phòng này thì theo chất liệu bằng gỗ nè. Và phía bên tay phải của em là không gian khu vực toilet nha, sử dụng tại lầu 2 cho 2 phòng. Mình có đầy đủ hết luôn nha. Bồn vệ sinh, lavabo đường soi, vòi tắm hoa sen, vách kính ngăn riêng khu vực tắm. Và phía này nè, chúng ta có không gian khu vực bàn làm việc đó cả nhà.
Mình có kệ tủ trưng bày, tủ để đồ đầy đủ hết rồi. Và đây nè, khoảng này thì chúng ta có một cái ô cửa sổ chỗ cái bên ngoài nha. Đây, để em lia máy chúng ta cùng xem. Đó, có cái ô cửa chỗ này nè. Gia chủ yêu kế theo kiểu tân cổ điển, có những cái phiêu chỉ làm liệm nhấn, xong sau đó mình sơn nước sơn tường á, nằm ở khung giữa nè. Và em tiếp tục di chuyển không gian khu vực phòng thứ 3 để chúng ta cùng tham quan nha. Phòng ngủ master của gia đình mình rất là to luôn á, đẹp chưa. Mình có giường ngủ nè, sofa, ghế ngồi, kệ tủ tivi, tivi, hệ tủ tắt đầu giường. Còn phía bên tay trái của em di chuyển vào bên trong á, thì mình có không gian khu vực tủ quần áo, tủ để đồ riêng biệt luôn. À, rất là rộng luôn nha, để được rất là nhiều đồ luôn nè. Rèm màn cửa đầy đủ hết rồi. Hiện tại thì gia chủ mình đang sinh sống cho nên là đồ đạc nội thất hơi nhiều. Khách hàng khi xem thì thông cảm cho em nha. Em sẽ lìa máy quanh khu vực này để chúng ta cùng xem luôn nè. Từ góc này mà nhìn ra phía trước nè cả nhà. Chúng ta có toilet sử dụng riêng tại đây luôn nha. Không gian khu vực đây nha cả nhà. Chúng ta có đầy đủ hết rồi. Lavabo, đường soi, vòng vệ sinh, vách kính ngăn riêng khu vực tắm nè. Gạch thì ốp phun trần luôn nha. Đó. Gương này chúng ta bật tắt đèn được luôn. Thôi và cùng Hằng Ni chúng ta tiếp tục di chuyển không gian khu vực tầng tiếp theo để tham quan ngôi nhà nè. Không gian khu vực tầng thứ 3. Mình còn tầng 3, tầng 4 nữa đó, thêm một tầng sân thượng bên trên nữa. Em sẽ đi bằng thang bộ để chúng ta cùng ngắm nhìn bên trong thang bộ nha. Đây, bên trên thì được gia chủ thiết kế là một phòng bếp rất là to luôn. Mình có hai không gian phòng bếp luôn á. Phòng bếp phụ, phòng bếp chính nè. Rất là thuận tiện để sinh hoạt luôn. Em đang có mặt tại không gian khu vực lầu 3 của gia đình mình. Di chuyển bên trong trước nha. Mình có cuối nhà của mình thì có ô cửa sổ giếng trời nè. Đây, khoảng này chỗ thẳng xuống khu vực sân thượng phía bên dưới, cho nên nhà mình đầy đủ ánh sáng tự nhiên luôn á. Thêm cái lớp cửa sổ bên ngoài, thêm cái khung sắt bảo vệ nè cả nhà, cho nên rất là an toàn luôn. Đối diện khu vực này thì mình có không gian khu vực toilet nha. Lavabo, đường soi, vòng vệ sinh, vách kính ngăn nghiêng, gạch ốp phun trần đầy đủ hết rồi. Và phía không gian khu vực phòng bếp của mình nè, hệ tủ bếp trên, tủ bếp dưới, trong đó thì gia chủ sử dụng là máy hút mùi đầy đủ luôn á, bếp âm mặt đá, bồn rửa. Không gian bếp này thì được gia chủ sử dụng là chất liệu gỗ an cường, có chống mới mọt, chống mọt mô hình cho khách hàng mình trong thời gian sử dụng. Tại đây thì chúng ta có ô cửa giếng trời nè, cửa sổ chỗ khu vực giếng trời nha cả nhà. Lúc nãy Hằng đi có quay từ tầng trệt rồi đó. Và cùng em chúng ta tiếp tục di chuyển không gian khu vực tầng tiếp theo để tham quan ngôi nhà nha. Đây, không gian di chuyển ra phía trước nè, khoảng không gian khu vực phòng này. Mình có phòng khách siêu to, siêu rộng luôn. Phòng khách kết hợp với phòng bếp nè, như một căn penthouse ngay chính ngôi nhà của mình luôn á. Đó, mình có sofa, bàn trà, hệ tủ bếp trên, tủ bếp dưới, quầy bar. Bên trên trần của mình trần chìm giật cấp kết hợp với quạt máy xay, đèn led âm trần đầy đủ hết rồi. Tủ lạnh lớn hai cánh. Không gian phải nói là quá đẹp luôn cả nhà ơi. Quầy bếp của mình được gia chủ thiết kế đầy đủ rồi nha. Chúng ta có bồn rửa, bếp âm mặt đá, máy hút mùi. Gia chủ sử dụng toàn bộ chất liệu gỗ an cường luôn. Phụ kiện bếp bên trong đầy đủ hết luôn á. Từ khoảng này mình nhìn ra bao quát là không gian khu vực phòng khách của gia đình mình. Như một căn hộ vậy đó ha. Thay vì bỏ tiền ra mua một căn hộ 100 mấy mét vuông thì giá hiện tại cũng gây được khoảng 7-14 tỷ rồi. Chúng ta mua căn này vừa cho thuê có thu nhập được mà vừa ở bên trên thì rất là thuận tiện luôn á. Tính về lâu dài thì sổ hồng mình chính chủ nha, công chứng mua bán trong ngày luôn. Một căn nhà có sổ hồng đầy đủ hết rồi. Và em tiếp tục di chuyển cái không gian khu vực phía trước nha. Khu vực phòng ăn của mình nè, được gia chủ thiết kế có ban công sân thượng phía trước luôn á cả nhà. Bỏ bàn ăn 6 ghế. Bức thành tường của mình thì được gia chủ mình thiết kế những cái phiêu chỉ làm điểm nhấn kết hợp với cái tấm nhựa PVC nè. Bên trên trần của mình là quạt máy xay Panasonic á, view thì vô cùng thoáng luôn đó. Có trồng đầy đủ cây xanh hết rồi, nhìn ra trục đường phía bên dưới nè. Em rất là thích những cái trục đường mà có hai chiếc ô tô đậu bên hông á nha, xong sau đó là có xe chạy qua chạy lại di chuyển rất là thoải mái luôn ha. Khu phân lô khu này thì rất là sạch sẽ và an ninh luôn á. Có camera khu phố cũng như là nhà mình, gia chủ đã lắp camera hệ thống bên trong lẫn bên ngoài luôn rồi. Khách hàng mình nhớ đón xem video nha. Em còn một tầng bên trên nữa, em sẽ di chuyển tiếp tục để chúng ta cùng tham quan. Và đây mình có thêm một cái khoảng không gian khu vực giặt phơi, khu vực giặt sấy tại đây nè. Hơi đồ hơi nhiều cho nên thằng này cũng lìa máy nhanh thôi. Đó,
một căn phòng thiết kế rất là đẹp luôn. Phòng khách kết hợp với phòng bếp theo tông màu rất là sang trọng luôn nè. Gia chủ có thiết kế cho mình một cái bàn thờ ông thần tài thổ địa đó, quá tinh tế luôn ha. Bên trên thì có ông Phật Di Lạc đó cả nhà, tủ để rượu, tủ trưng bày đầy đủ luôn. Khoảng mảng tường cái khu vực kệ tủ tivi thì được gia chủ mình ốp những cái tấm nhựa PVC kết hợp với những cái nhựa dạ gỗ làm điểm nhấn cho ngôi nhà. Mình có những cái phiêu chỉ màu vàng làm điểm nhấn nè cả nhà, đó vô cùng nét luôn ha. Tivi rất là to luôn, bên trên trần của mình là quạt máy xe Panasonic đó. Thôi mình nhìn bao quát thôi và cùng Hằng Ni chúng ta bắt đầu di chuyển lên không gian khu vực tầng tiếp theo để tham quan ngôi nhà nha. Không gian khu vực bên trên thì được gia chủ thiết kế có sân thượng trồng cây trồng hoa, khu vực phòng thờ của gia đình mình đầy đủ hết rồi. Cùng em chúng ta bắt đầu di chuyển để tham quan nè. Một căn nhà mua để an cư sinh sống và lập nghiệp thôi, vừa ở vừa kết hợp và cho thuê nha cả nhà. Và di chuyển lên trên thì mình có phòng thờ. Đây cùng em chúng ta đi xem thử nha. Phòng thờ ông bà tổ tiên, phòng thờ Phật Mẹ Quan Âm nè, rất là trang nghiêm luôn. Bên dưới gạch của mình thì lót sàn gỗ á. Và đây di chuyển ra phía trước, trên sân thượng của mình thì gia chủ mình có lắp hệ thống camera để cả nhà rất là an ninh an toàn những thằng khi mà an cư sinh sống luôn. Và chúng ta có khu vực trồng cây trồng hoa đầy đủ hết rồi. Lên đây mà mình thiết kế là một cái quầy để làm tiệc nướng BBQ á cả nhà. Mình ngồi nhâm nhi một ly trà, một ly cà phê bên trên sân thượng, cực kỳ chill luôn ha. Đó, một cuộc sống xanh giữa lòng thành phố luôn. Nhà có đầy đủ hệ thống rau xanh nè, kèm khu vực tưới nước đầy đủ luôn á. Quá tuyệt vời luôn, tìm đâu một căn nhà phố thứ hai đầy đủ công năng như vậy, vừa ở mà vừa làm ra tiền. Một cuộc sống xanh luôn á. Và quý khách hàng mình quan tâm căn nhà này hãy alo cho Hằng Ni với số hotline hiển thị bên góc trái của màn hình. Em sẽ hỗ trợ chúng ta tham quan thực tế và sổ ngôi nhà với giá bán tốt nhất nha. Cũng như là mình cần tìm nhà phố các quận như là quận 1, quận 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, quận Tân Bình và những căn biệt thự các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh thì hãy alo cho Hằng Ni nha. Em sẽ hỗ trợ chúng ta tìm đúng nhu cầu thì mình đang cần. Và trước khi kết thúc video em sẽ nhắc lại sơ lược về ngôi nhà. Nhà mình với diện tích chiều ngang là 7m, chiều sâu là 19m. Nhà thì nở hậu lên tới 9m lận. Thuộc hướng chính là hướng Tây Nam. Kết cấu rồi một trệt một lửng. 4 lầu bên trên lận tính thêm sân thượng luôn. Gia chủ thì đang rao bán cho căn này với giá bán là 25-28 tỷ. Cho một căn nhà phố kết hợp vừa ở vừa mở văn phòng công ty bên dưới. Mình có thu nhập hàng tháng nè. Bên trên thì mình có đầy đủ công năng luôn á. Đó, phòng ăn, phòng bếp, phòng ngủ đầy đủ luôn. Trang bị hệ thống camera hết rồi. Và video của em đến đây cũng kết thúc rồi. Em Ni rất là trân trọng tình cảm khách hàng mình luôn đón xem phụ ái cũng như là ủng hộ cho em. Và cả nhà mình nhớ đón xem video tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt. Bye bye.